Mỗi lần rồi rau phối là khoảng 30 phút. Cái con này khi mà nở ra nó không ăn, không không ăn gì hết, nó không có miệng. Không có miệng và cũng không đi vệ sinh gì hết. Không 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 đi ngoài mà nó lấy cái dinh dưỡng từ quá trình mà nó tích tích dinh dưỡng ấy, từ cái quá trình trước nó tích lại. Con này đang đẻ đây. Đẻ xong chỉ 2 ngày là con sùi mẹ chết. Đây là Nhộng 7 ngày tuổi. Từ khi ủ ấp trứng được 7 ngày. Đây là những cái con đây này, nó con trắng này, chưa hóa đen này. Đấy. Con này khoảng đấy 17 18 ngày nữa đây này. Mất mai ngày kia nữa là nó sẽ chuyển thành đen. Do nó tùy vào điều kiện khí hậu nó sẽ chuyển nhanh hay chuyển chậm. Đấy. Bao nhiêu ngày nó thành con nhộng này em nhỉ? Từ trứng ấy. Từ trứng nhỏ đi đi á. Ừ. Để nó hóa thành con đen này mất 18 đến 20 ngày. Từ mà đen này để thành ruồi bố mẹ mất 7 ngày thì mới bắt đầu biến thành con ruồi bố mẹ rồi. Bố mẹ mà sinh sản xong là mất 10 ngày à? Thì đấy thì nó mới chết đấy, lúc nó nở đây. Quả 7 đến 10 ngày. Trong mùa thu trứng thì trứng lại phải mất 3 ngày đến 5 ngày thì mới nở. Ừ. Tổng vòng đời nó 43 ngày. Tổng vòng đời 43 ngày. Những cái con mà nó mới nở ra này, nó đục kén ra thì nó sẽ chưa khô cánh, nó sẽ gọi là quấn cánh với nhau. Đấy, sau đó khi nó khô cánh nó giống như con bươm bướm ấy. Thì nó ấy. Đây, từ nhộng đen đóng đóng thành kén cứng cái này đúng không? Vâng. Được, mang cho gà ăn đúng không?